Còn tiền, còn rượu, còn đệ tử. Hết tiền, hết rượu, hết em tôi. Dẫu biết ra đi là cát bụi phong trần, tránh xa được dòng đời số đẩy. Cầm mã tôn anh đi tìm chân lý, khắc tên em lên cổ cánh đùi gà. Vâng, chào anh em, chào các em, chào các bạn và chào các bé. Thì hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 và ngày mai là mùng 1 tháng 5 rồi. Thì ở video này thì mình muốn nói là thì mình không, hôm nay là ngày lễ nhưng mà không có kèo nào đi chơi, nên quay tạm cái video này cho anh em xem thôi. Chúc anh em ăn hai ngày lễ vui vẻ nhá. Đấy, thì sau đây mình muốn giới thiệu với anh em xem lại hai mẫu ba tôn này. Ba tôn làm bằng giấy, ba tôn làm bằng giấy mà chúng ta có thể tự làm tại nhà mà ít tiền mua dụng cụ. Đấy, thì loại ba tôn này làm rất rẻ tiền, chúng ta có thể học theo ở hai video này mà mình làm, có thể làm tại nhà được. Đấy, có mua thì mua một cuộn băng dính 5.000, 10.000 đã có thể làm được rồi. Còn mà mua ống nhựa thì chưa chắc đã chỗ nào cũng có. Đấy, thì đây là cái ba tôn, cái gậy ba tôn này là mình làm video gần đây rồi, video đợt trước. Còn cái gậy ba tôn này là mình làm từ năm ngoái này. Ba tôn này cũng bằng giấy nhưng mà mình phủ kín hết lớp băng keo rồi. Đấy, còn loại ba tôn này là mình làm từ hộp vỏ kẹo bánh quy, nhưng mà cách làm đơn giản hơn này, mình không phủ kín hết băng keo mà mình chỉ dùng kéo con voi mình dán hết vào đây đó. Thì chúng ta có thể học video của mình và các em có thể học video của anh để làm ra hai cái ba tôn này để chúng ta có thể chơi đó. Đấy, đây là hai mẫu ba tôn giấy mình làm tại nhà đó. Như nói đầu video thì hôm nay là ngày lễ, mình chưa có kèo đi nhậu hay gì nên là quay tạm video này cho các bạn xem đó. Thì hôm nay lễ thì ở thời tiết ở chỗ mình thì cũng rất là đẹp trời thôi. Trời cũng không nắng mấy. Nắng nhỏ thôi, không hề nắng to. Đây, và nhớ bấm đăng ký kênh cho mình luôn nha. Ở góc bên dưới màn hình. Đấy. Thì kênh YouTube của mình hiện nay cũng đang ít người tương tác thôi, cũng không nhiều. Kênh của mình cũng chả lớn lắm. Đó. Thôi mình nói đến đây thôi. Chứ rồi bây giờ mình vào nghỉ để chỉnh video đã. Thôi bye bye anh em nha.